Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, bà Bùi Thị Hoài Anh có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là những người gửi tiền tại MSB với tổng số tiền gần 340 tỷ đồng. Trước đó, đại diện MSB cho biết ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến cán bộ nhân viên với nhóm khách hàng trên. Mới đây nhất, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết, việc khách hàng gửi tiền tại ngân hàng bị mất tiền tại MSB chứng tỏ hệ thống có lỗ hỏng. Lỗ hổng này có thể là quy trình ngân hàng, có thể là việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ, cũng có thể là do đạo đức kinh doanh của cán bộ ngân hàng và cuối cùng là quy định của ngân hàng nhà nước. Ông Hiếu cho biết thêm, vụ việc này hoàn toàn lỗi trong hệ thống ngân hàng, cán bộ ngân hàng làm sai, phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm. Việc ngân hàng đổ lỗi cho cá nhân cán bộ sai phạm và thờ ơ trước quyền lợi của người gửi tiền là những hành động có thể tạo nên nguy cơ rủi ro lớn trong hoạt động của cả hệ thống ngân hàng. Theo ông Hiếu, tại ngân hàng nước ngoài như ở Mỹ Trường hợp người gửi tiền trong ngân hàng bị mất do lỗi của cán bộ ngân hàng, lập tức ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho khách, chỉ cần 3 ngày phía ngân hàng có phương án xử lý với khách hàng. Ông Hiếu nói, qua vụ việc mất hàng trăm tỷ đồng trên, ngân hàng nhà nước cũng nên xem lại quy trình, khi vay tiền ngân hàng luôn có hợp đồng bảo vệ chặt chẽ, nhưng ngược lại khi gửi tiền không có điều khoản nào bảo vệ quyền lợi. Khi tranh chấp, người gửi ở thế yếu, không có thông tin gì. Cơ quan quản lý có giải pháp để tăng cường quyền lợi cho người gửi tiền qua đó củng cố niềm tin của công chúng với hệ thống ngân hàng. Theo các chuyên gia ngân hàng, những vụ mất tiền thời gian qua đa phần đều chung đặc điểm là xảy ra với các khách hàng VIP do họ có chế độ được các ngân hàng chăm sóc đặc biệt, từ các công đoạn gửi tiền, rút tiền cho đến nhận quà tặng, lãi suất nên họ đã chủ quan, thậm chí nhiều người còn tin tưởng tuyệt đối vào những cán bộ ngân hàng họ có quen biết hay được giới thiệu. Đây cũng là kẽ hở của khách để những cán bộ suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, dụng tâm lừa đảo và trục lợi. Những vụ việc thời gian qua ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín giới nhà băng. Ngày 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định, PC08 cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia khi các đối tượng đưa đi qua địa phận tỉnh Bình Định. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công dân Trung Quốc, chưa thành niên bị lừa sang Việt Nam và sẽ đi Campuchia phòng PC08 đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước khẩn trương bố trí lực lượng phương tiện theo dõi sẵn sàng đón bắt. Vào khoảng 16 giờ 25 ngày 27 tháng 3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thực hiện nhiệm vụ tại km 1170 quốc lộ 1, thuộc thôn Tránh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Tịnh. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng theo dõi phát hiện ô tô 30K 45084 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra tài xế điều khiển xe ô tô 30K 45084 không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ tuần tra kiểm soát mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi đến km 1186 quốc lộ 1 thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thì dừng được phương tiện. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm, 35 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường, 41 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và tạm giữ ô tô con biển số 30K45084. Qua làm việc ban đầu, trên xe, ngoài tài xế Phạm Thanh Lâm còn có 4 người gồm Nguyễn Cao Thường sinh năm 1983, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, và ba công dân mang quốc tịch Trung Quốc là Hoàng Xem sinh năm 2007, Phúc Kiến Linh Doan Linh, sinh năm 2007, Phúc Kiến và Wu Xin Nan, sinh năm 2006, Phúc Kiến. Nhận thấy vụ việc nêu trên có liên quan đến người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên phòng PC08 đã trao đổi đề nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh PA09 phối hợp xác minh làm rõ. Sau đó, phòng PA08 đã phối hợp phòng PA09 cử lực lượng đến phối hợp làm việc với các cá nhân có liên quan. Vụ việc đang được xác minh, xử lý làm rõ. Ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an quận 7 và công an quận 1 triệt phá hai ổ mại dâm quy mô lớn, núp bóng kinh doanh nhà hàng quán karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài và các quý bà. Khi tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn Le Odeon Hotel, 63 65 Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, quận 7, cơ quan công an phát hiện 4 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. 4 người khách nam đều mang quốc tịch Hàn Quốc trong số các nữ nhân viên có Trần Thu Ngân sinh năm 1999, cư trú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Thời điểm công an bắt quả tang phát hiện Ngân có ý định phi tang một gói bột màu trắng nghi là chất cấm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận TTHN, NHV, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân khai là tiếp viên tại nhà hàng Crystal, chuyên tiếp khách nước ngoài, người Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó thỏa thuận mua vui với giá từ 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng khi đi qua đêm. Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Trần Thị Trúc Ly, sinh năm 1984, cư trú phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và Đặng Thành Giỏi, sinh năm 1996, cư trú phường 14, quận 10, quản lý tiếp viên tại nhà hàng Crystal, phân công 4 tiếp viên nữ trên đến tiếp bia vui chơi, đồng thời môi giới cho 4 tiếp viên đi khách với 4 người Hàn Quốc. Mỗi lượt nhân viên đi khách, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng. Nếu tiếp viên đi qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài số tiền được tiếp viên cho, Ly và giỏi còn được hưởng từ 10 đến 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn. Đối với gói bột màu trắng mà Trần Thu Ngân dự định phi tang, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 22 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra PC02, công an thành phố ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới mại dâm, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàn trữ trái phép chất cấm. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra nhà hàng trên đường Bùi Thị Xuân, quận 1, phát hiện nhiều sai phạm. Công an phát hiện từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài. Nhà hàng này phục vụ từ trưa đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau. Đáng chú ý, tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất cấm, nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách và cùng khách sử dụng, sẵn sàng cho tiếp viên phục vụ mọi nhu cầu thỏa mãn cho khách. Ngoài ra, cơ sở này cũng tuyển chọn nhiều nhân viên nam có body xấu múi trẻ trung. Đây là những nhân viên sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Khi các quý bà muốn thác loạn, các nhân viên nam sẽ múa thoát y, kích thích nhằm phục vụ nhu cầu ham muốn của các quý bà. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm bài đáp. Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thông qua việc kinh doanh trá hình, cơ sở này luôn tiếp lực khách đến đây rất lớn, qua đó doanh thu của quán đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày, tổng doanh thu hàng tháng lên đến 10 tỷ đồng.